Nguyễn Quang Ba xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay pin của iPhone 6 Plus. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở máy và thay pin cho iPhone 6 Plus này. Trước hết, các bạn vặn hai con ốc cố định màn hình và thân máy lại với nhau ở bên dưới như thế này. Sau đó, bẫy nhẹ màn hình lên và giữ ở góc 45 độ như thế này. Tiếp theo, các bạn sẽ vặn những con ốc trên lớp siêu tre socket màn hình ra. Sau đó lấy lớp siêu tre socket màn hình ra ngoài. Và chúng ta bẫy tiếp socket màn hình lên. Sau đó nhấc màn hình ra khỏi máy. Kế tiếp, các bạn tháo hai con ốc trên lớp siêu tre socket pin và bẫy socket pin lên. Các bạn lưu ý, để tháo được pin ra khỏi máy thì các bạn có thấy bên dưới pin được cố định bằng 3 sợi keo dán hai mặt có chất kính chính cao như thế này. Các bạn lưu ý từ từ và nhẹ tay tách từng sợi keo một ra và kéo như thế này. Khi kéo, các bạn kéo đến đâu thì phăng theo sợi keo đến đó, tránh làm đứt phần còn lại của keo bên dưới pin thì rất là khó khăn trong việc lấy pin ra khỏi thân máy nha các bạn. Và như vậy là mình vừa tháo xong 3 sợi keo dán pin. Và bây giờ chúng ta có thể dễ dàng lấy pin ra ngoài như thế này. Tiếp theo, các bạn chỉ việc thay vào cho chiếc iPhone 6 Plus của chúng ta viên pin mới là ok. Trước khi lắp pin vào, các bạn lưu ý nên cho vào một lớp keo dán hai mặt mới để khi chúng ta cho pin vào thì phần keo này sẽ giữ chặt phần pin và thân máy lại với nhau, không di chuyển pin được. Đây, và bây giờ chúng ta cho pin khác vào. Đây là viên pin mình đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta cho pin vào vị trí cũ, lắp socket lại và lắp siêu tre socket lên. Sau đó vặn hai con ốc cố định lại. Tiếp theo, chúng ta lắp lại socket màn hình vào máy. Sau đó lắp siêu tre socket lên và vặn ốc cố định lại từng phần. Sau đó bóp nhẹ tay màn hình vào vị trí cũ. Và cuối cùng, vặn hai con ốc cố định màn hình và thân máy lại với nhau. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong thao tác thay pin cho iPhone 6 Plus. Tương đối đơn giản và không quá khó phải không các bạn? Huy muốn vay cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.